Cân điện tử Giao Phát xin chào anh chị ạ. Hôm nay chúng ta sẽ đến Biên Hòa, Đồng Nai để giao cho anh khách hàng một cái cân sàn DI28SS 2 tấn 1m2 x 1m2 để cân bao jumbo gỗ nén công nghiệp anh chị ha. Tất cả các sản phẩm của anh đó là gỗ năng lượng, gỗ nén năng lượng anh chị, và để trong những cái bao jumbo như thế này. Và ảnh xuất khẩu cho thị trường nước ngoài cho nên là ảnh cần một cái cân để kiểm chứng trọng lượng nó đúng để lên công. Thì đây là chính cái cân điện tử, cân sàn 2 tấn D28SS. Và kích thước nó là 1m2 x 1m2, nó vừa vặn với cái 3 lít gỗ luôn. Cho nên nó phù hợp cho những cái công việc liên quan tới cái cân trọng lượng của bao jumbo như thế này. Và anh chị đang kinh doanh trong lĩnh vực tương tự mà cần một cái cân điện tử, cân bao jumbo như thế này thì anh chị có thể nghĩ ngay đến cân điện tử DI28SS 2 tấn 1m2 x 1m2 như thế này anh chị nha. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân tự Giao Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.